Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với một trong những trận đấu bóng chuyền đáng chú ý nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Cuộc đọ sức để cạnh tranh tấm huy chương đồng tại SEA Games 32. Nội dung bóng chuyền nam, đó là cuộc tranh tài giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Đây là màn tái đấu giữa hai đội bóng này tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023, khi hai đội đã chạm trán nhau ở vòng đấu bảng. Năm nay thì cả Việt Nam và Thái Lan đều nằm ở bảng B, cùng với các đội là Malaysia và Myanmar. Và ở trận đấu tại vòng đấu bảng thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã để thua đối thủ trong một trận đấu mà thầy trò viên Trần Đình Tiền đã giành được chiến thắng ở set mở màn, nhưng sau đó mắc quá nhiều lỗi trong 3 set đấu tiếp theo và thất bại chung cuộc với tỷ số 3-1. Ngày hôm nay sẽ là cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam đòi lại món nợ đó bằng một chiến thắng trong trận đấu cạnh tranh tấm huy chương đồng. Các cầu thủ của chúng ta đang xuất phát ở bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Còn đội tuyển Thái Lan là những người xuất phát ở phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị. Những gương mặt rất quen thuộc là các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam: Cù Văn Hoàn, Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa, Ngọc Thuân. Ngày hôm nay những cái tên này được kỳ vọng sẽ giúp cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc tái đấu với đội tuyển Thái Lan. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm có trọng tài số 1 người Myanmar, ông Phio Thu Aung. Trọng tài thứ 2 là trọng tài của nước chủ nhà Campuchia, ông Thanh Lan. Hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay có trang phục với màu sắc chủ đạo, có nhiều nét tương đồng với nhau, đều là sắc xanh. Và các libero thì đều thi đấu trong màu áo đỏ. Đây sẽ là những gương mặt xuất phát trong đội hình của đội tuyển Việt Nam: Vũ Ngọc Hoàng, truyền 2 số 15 Văn Duy, Ngọc Thuân, số 18 chủ công Văn Tiên, libero mang áo số 1 Huỳnh Trung Trực, phụ công Trần Duy Tuyến và đội trưởng Từ Thanh Thuận. Còn đây sẽ là những cầu thủ xuất phát trong đội hình chính của đội tuyển Thái Lan. Napadep được lựa chọn ra sân ngay từ đầu, cùng với đó là đối chuyền mang áo số 12 Thanathat, một cầu thủ đang thi đấu rất ấn tượng trong giải đấu lần này. Chaiut cũng được lựa chọn, và đương nhiên là cả Kisada nữa, một trong những gương mặt có thể nói là nổi bật trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Người được lựa chọn ở vị trí libero đó là số 14 Thanapat. Có một con số thống kê khá đáng kinh ngạc, đó là 3 kỳ SEA Games gần nhất thì đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan đều thất bại ở vòng bán kết trước các đội bóng chủ nhà, và họ đều để thua với tỷ số 2-3. Trong kỳ SEA Games 2019 được tổ chức tại Philippines, họ thua nước chủ nhà ở bán kết và sau đó giành huy chương đồng khi thắng Myanmar ở trận đấu tranh hạng 3. SEA Games 31 tại Việt Nam, họ thua Việt Nam của chúng ta 2-3 và thua luôn Campuchia trong trận đấu tranh huy chương đồng. Văn Tiên phát bóng để mở màn cho trận đấu đáng chờ đợi này. Và tấn công hàng sau. Một tình huống tấn công tốt của cầu thủ mang áo số 4 bên phía Thái Lan, đó là chủ công Anut. Anut là chủ công sinh năm 1997, với chiều cao 1m94 và khả năng bật đà là 3m32. Anut đang thi đấu trong màu áo của Phitsanulok, đội bóng nằm trong top 3 ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Pha xử lý bước 1 không tốt của libero Trung Trực. Pha đưa bóng sang sân rất hay vừa rồi là của truyền 2 Đinh Văn Duy. Một pha ghi điểm mang lại sự phấn khích cho cả các cổ động viên của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng như các cầu thủ trên sân. Trung Trực, Ngọc Thuân và Văn Duy đã rất nỗ lực để sửa sai. Một đều. Pha chắn bóng tốt với tình huống chắn đôi của Văn Duy.
và Vũ Ngọc Hoàng. Các học trò của huấn luyện viên Trần Đình Tiền đang nhập cuộc một cách rất tự tin trong cuộc tái đấu này. Chúng ta đã để tuột mất tấm huy chương bạc khi không thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu bán kết. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sửa sai với một tấm huy chương đồng. Pha phối hợp đánh lao điều chỉnh rất hay của Kisada. Kisada là cầu thủ gốc Mali và là cầu thủ gốc Phi đầu tiên đầu quân cho đội tuyển quốc gia Thái Lan thi đấu ở các giải đấu quốc tế. Ở sân chơi trong nước thì Kisada đã từng sở hữu những danh hiệu như cầu thủ phát bóng tốt nhất hay là cầu thủ chắn bóng xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Những tình huống bắt bước một của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đầu trận vẫn đang khá chệch choạc, và điều đó dẫn tới việc chúng ta mất điểm ở tình huống vừa rồi. Người ghi điểm tiếp tục là Kisada, một trong những mũi công rất lợi hại bên phía đội tuyển quốc gia Thái Lan, một trong những cầu thủ mà chúng ta cần dành sự dè chừng trong lần tái đấu này khi chúng ta đã biết Kisada chơi tốt như thế nào trong trận đấu tại vòng bảng. Napadep là người phát bóng. Hàng sau, cú đập bóng là của Tư Thanh Thuận. Điểm dành cho Việt Nam. Thanh Thuận vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy cho những người đồng đội. Bóng đã chạm tay chắn của Anut. Cầu phát bóng của Đinh Văn Duy. Ngày hôm nay thì Đinh Văn Duy được lựa chọn ngay từ đầu. Chuyền hai này sinh năm 2000. Trong trận đấu ở vòng bảng thì Văn Duy chơi dự bị cho Giang Văn Đức. Nỗ lực cứu bóng của Văn Duy. Thanh Thuận. Cơ hội! Không được rồi. Tình huống xử lý thiếu sự chính xác của Ngọc Thuân. Rất đáng tiếc cho chủ công mang áo số 17. Vừa rồi là một cơ hội tốt để giúp cho đội tuyển Việt Nam giành điểm, nhưng Ngọc Thuân lại đánh bóng ra ngoài. Ở giải đấu lần này thì Ngọc Thuân cũng đang có phong độ không tốt. Mặc dù ở sân chơi vô địch quốc gia tại vòng 1 vừa qua thì chủ công của biên phòng thi đấu khá ấn tượng. Đánh nhanh. Pha dứt điểm rất ấn tượng là của Vũ Ngọc Hoàng. Vũ Ngọc Hoàng là phụ công của câu lạc bộ Hà Nội. Anh sinh năm 1995 với chiều cao 1m92 và khả năng bật đà 3m40, bật chắn là 3m30. Ngọc Hoàng là một trong những phụ công chơi tốt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở SEA Games lần này. Đối phương vừa có thêm một pha đánh bóng chính xác sau vạch 3m nữa. Người kết thúc là Napadep. Thái Lan một lần nữa lại vượt lên dẫn trước. Thái Lan phát bóng tốt hơn so với chúng ta. Đánh biên. Ngay lập tức đội tuyển Việt Nam đã san bằng tỷ số. Và đó là tình huống kết thúc ở biên 4 của Dương Văn Tiên. Các vị trí của đội tuyển Việt Nam đều đang có được những pha tấn công chính xác, nhưng chúng ta cần phải cải thiện khả năng phòng thủ và đương nhiên cả khả năng phát bóng nữa. Một trong những điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games lần này. Pha đánh bóng bung tay chắn từ vị trí số 2 của Tư Thanh Thuận. Tư Thanh Thuận vẫn vậy, vẫn là những tình huống đánh bóng với lực rất tốt của cầu thủ đang thuộc biên chế của Sanes Khánh Hòa. Tiếp tục là cầu phát bóng của Ngọc Hoàng. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Tứ Thanh Thuận. Có vẻ như bóng đã chạm tay chắn và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 7-5 cho Thanh Thuận và các đồng đội. Những tình huống đánh bóng của Tư Thanh Thuận nếu như bóng chạm các tay chắn thường văng đi rất xa. Lực đập của Thanh Thuận là rất ấn tượng. Và xử lý bước 1 không tốt của đối thủ và sau đó là cả bước 2 nữa.
Bóng ngoài và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 8-5. Một sự khởi đầu có phần chệch choạc tới từ đoàn quân của huấn luyện viên Park Ki-won, chiến lược gia sinh năm 1951, người Hàn Quốc. Và ngay lập tức, ông Park Ki-won đã phải xin quyền hội ý. Lượt time out đầu tiên trong trận đấu mở màn này. Chúng ta đang có được 4 điểm liên tiếp. Và Vũ Ngọc Hoàng vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. Một sự khởi đầu đầy lạc quan đối với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Những sự khởi đầu có lẽ cũng đang làm tạm yên lòng các lãnh đạo của Liên đoàn bóng chuyền, những người đang góp mặt tại nhà thi đấu Olympic ngày hôm nay. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam, tỷ số được nâng lên 9-5. Các vận động viên của chúng ta đang khởi đầu đầy hứng khởi trong trận đấu này. Vừa rồi thì người đã xuất hiện trên khán đài đó chính là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, bà Trần Thúy Chi. Tình huống tấn công tốt từ vị trí số 2 của đội tuyển Thái Lan. Và đó là cú đánh của Thanathat, đối chuyền mang áo số 12. Cầu thủ này sinh năm 2000, với chiều cao 1m89, khả năng bật đà là 3m40 và bật chắn là 3m10. Một trong những mũi công rất ấn tượng của Thái Lan ở mùa giải năm nay. Đặc biệt Thanathat còn có những cú phát bóng sấm sét. Đánh biên. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cú đánh của Từ Thanh Thuận. Chắn bóng tốt. Cơ hội phòng ngự vẫn còn. Nhưng đối phương cũng có một tình huống chắn bóng thành công với pha đánh biên của chúng ta. Những nỗ lực đáng khen ngợi của Huỳnh Trung Trực và các đồng đội. Nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng thì Văn Tiên đã không thắng được hai tay chắn của Thái Lan. Trong đó có sự góp mặt của chuyền hai Saranchit. Và phối hợp đánh lao thành công của đội tuyển Việt Nam. Và đó là tình huống ghi điểm của Trần Duy Tuyến. Duy Tuyến là một trong hai vận động viên trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games năm nay. Phụ công này sinh năm 2001. Với chiều cao 1m90, khả năng bật đà là 3m40 và bật chắn là 3m20. Cùng với Duy Tuyến thì Quốc Duy cũng là một cầu thủ sinh năm 2001. Bóng trong sân. Giám biên xác định rằng đó là tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Từ Thanh Thuận. Có vẻ như Thái Lan đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Chúng ta cùng xem lại tình huống phát bóng của Từ Thanh Thuận. Một pha bóng rất nhạy cảm. Giám biên thì xác định rằng bóng đã ăn lên vạch cuối sân. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi công nghệ Video Challenge Ice. Lượt khiếu nại đầu tiên trong trận đấu này. Thái Lan là đội sử dụng quyền time out đầu tiên. Và cũng là đội bóng đưa ra quyền khiếu nại đầu tiên trong trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay. Một trận đấu mà có vẻ như người Thái đang khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc đối đầu với chúng ta ở lượt trận vòng bảng. Bóng ra ngoài mất rồi. Rất đáng tiếc. Một chút nữa thôi thì Thanh Thuận đã có được điểm ace. Tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta cần tiếp tục duy trì sự tự tin này. Đánh biên Văn Tiên. Văn Tiên dứt điểm chính xác. Và điểm tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam. 11-8. Đội tuyển Việt Nam có khả năng tấn công tốt. Nhưng điểm yếu của chúng ta là những tình huống phát bóng và những
pha xử lý bước 1. Đó là những thứ mà thầy trò huấn viên Trần Đình Tiền cần phải cải thiện. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài sau cú đập bóng mạnh của Napadet. Đổi vào điểm dành cho Thái Lan. Hàng sau. Lần này thì Từ Thanh Thuận đã không thắng được Kisada và Napadet. Kisada với khả năng bật chắn 3m22, còn Napadet là 3m23. Một rào chắn thực sự lợi hại của đội tuyển Thái Lan. Đánh biên. Đó là tình huống đập bóng của Ngọc Thuân. Chắn 3, bóng ra ngoài. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta tiếp tục duy trì cách biệt 2 điểm. Nụ cười rạng ngời của quản Trọng Nghĩa cũng như là phụ công Thanh Hải, những người đang được cất trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam. Phát bóng ra ngoài rồi. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games năm nay. Điều mà thầy trò huấn viên Trần Đình Tiền bắt buộc phải cải thiện nếu như chúng ta muốn có một kết quả tốt trong trận đấu gặp Thái Lan tại vòng bảng. Đối thủ cũng thi đấu không quá vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng do chúng ta mắc quá nhiều lỗi, đặc biệt là những tình huống phát bóng hỏng ở những thời điểm vô cùng quan trọng, khiến cho đội tuyển Việt Nam đánh mất thế trận trong một trận đấu mà chúng ta đã có lợi thế dẫn trước. Ngày hôm nay hy vọng mọi thứ sẽ được thay đổi. Đối phương cũng vừa có một pha phát bóng hỏng. Văn Duy. Phòng thủ tốt. Cơ hội tấn công dành cho Thanh Thuận. Thanh Thuận đập bóng rất mạnh. Tiếp tục là thời cơ tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng ra ngoài và đó là tình huống đánh lao điều chỉnh ở vị trí số 3 của Vũ Ngọc Hoàng. 14-11. Một pha bóng cũng khá hú vía với các vận động viên Việt Nam khi bóng đã leo lưới. Nhưng may mắn là bóng lại đi ra ngoài sân. Chúng ta đang có lợi thế 3 điểm. Lại phát bóng ra ngoài rồi. Đây là vấn đề mà chúng ta buộc phải thay đổi, phải cải thiện nếu như không muốn phải nhận thêm một thất bại nữa. Mất bóng, mất điểm quá nhiều từ những tình huống phát bóng của mình. Đánh biên. Cú đập rất mạnh của Từ Thanh Thuận. Đối phương không thể cứu bóng ở tình huống vừa rồi. Mười lăm mười hai, chúng ta mất rất nhiều sức để có được một điểm với tình huống đập bóng mạnh vừa rồi của Từ Thanh Thuận, nhưng đừng dễ dàng để mất điểm với những tình huống phát bóng của mình. Ngọc Thuân. Phòng thủ thành công. Nhưng tiếp theo sẽ là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Thái Lan. Bóng ngoài. 16-12 dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang có một sự khởi đầu tương đối suôn sẻ ở set đấu mở màn ở trận đấu tranh huy chương đồng này. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu tranh huy chương đồng ở nội dung bóng chuyền nam tại SEA Games 32. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh All Sport News vào lúc 17:30 ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5, và cũng là ngày thi đấu cuối cùng của nội dung bóng chuyền nam tại SEA Games 32. Bên cạnh kênh All Sport News thì chúng tôi cũng đang tường thuật trực tiếp trận đấu này trên tất cả các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, gồm có kênh fanpage, kênh YouTube, kênh TikTok và ứng dụng thể thao chuyên biệt On Plus của chúng tôi. Trước khi trận đấu này diễn ra thì theo quan sát của chúng tôi đã có hơn 20.000 khán giả chờ đón chỉ riêng trên kênh YouTube của VTV Cup để chờ đợi đến với cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Đó là khi trận đấu còn chưa diễn ra.
và có rất nhiều cổ động viên Thái Lan cũng góp mặt trong luồng livestream trên kênh YouTube On Sport Plus của VTV Cup để theo dõi trận đấu này. Một trận đấu thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Bóng bung tay chắn, đổi vào điểm dành cho Thái Lan. 13-16. Napadep, Thanathap và Kisada là ba mũi công lợi hại nhất bên phía đội tuyển Thái Lan. Trong những phút vừa qua chúng ta cũng đã thấy được điều đó. Phát bóng không qua lưới, đối phương cũng mắc lỗi. Cả hai đội bóng đều mong muốn thực hiện những tình huống phát bóng tấn công, những pha phát bóng mạnh để phá bước một của đối phương. Cũng có những ý kiến cho rằng nếu chúng ta sử dụng những tình huống phát bóng an toàn để tránh mắc lỗi trong những pha phát bóng, nhưng điều đó sẽ khiến cho đối phương có cơ hội tổ chức tấn công một cách dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể phát bóng an toàn khi mà chúng ta có một hàng thủ tốt để chống lại tình huống tổ chức tấn công sau pha phát bóng của đội tuyển Việt Nam. Nhưng thực tế thì khả năng bắt bước một của đội tuyển Việt Nam không tốt, và do đó, đó cũng là một phần lý do nhiều vận động viên của chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn với những tình huống phát bóng mạnh để phá bước một của đối thủ. Chuyền hai, Marvin được đưa vào sân để thay cho số 17 Saranchit. Marvin là cầu thủ sinh năm 1996. Còn Saranchit là cầu thủ sinh năm 1987, cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta vừa có thêm một điểm nữa với tình huống tấn công ở vị trí số 3 của Duy Tuyến. Ngày hôm nay thì phụ công mang áo số 8 đang tận dụng rất tốt những cơ hội mà Văn Duy trao cho anh. Mười tám mười bốn. Saranchit đã trở lại sân. Thái Lan đập bóng tốt và họ có được điểm thứ 15. Nỗ lực phòng ngự không thành công là của Ngọc Thuân. Không thể trách Ngọc Thuân trong tình huống vừa rồi. Ngọc Thuân đã ở vào thế bị động sau khi bóng chạm vào người đồng đội của anh và nảy ra. Đối phương tiếp tục mắc lỗi phát bóng. 19-15. Nét mặt ngỡ ngàng của huấn luyện viên Park Ki-won khi các học trò của ông cũng đang mắc rất nhiều lỗi phát bóng trong trận đấu này. Pha bỏ nhỏ rất khó chịu. Lại thêm một tình huống đập bóng mang thương hiệu của Từ Thanh Thuận. Những tình huống tấn công như vừa rồi giúp cho tinh thần của các cầu thủ của chúng ta sẽ lên rất cao. Đập bóng rất uy lực. Niềm vui đến với cả chuyền hai Văn Duy nữa khi mà đội tuyển Việt Nam đã có được điểm thứ 20 trong xét đấu này. Khoảng cách giữa chúng ta và đối thủ bây giờ đang là 5 điểm. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú đập bóng cắm sàn là của Ngọc Thuần. 21-15. Chúng ta tấn công không hề tệ trong trận đấu gặp đương kim vô địch đội bóng 2 lần liên tiếp giữ ngôi vô địch ở nội dung bóng chuyền nam tại các kỳ SEA Games là Indonesia. Chúng ta tấn công cũng không kém so với đối thủ và có nhiều thời điểm còn dẫn trước với một khoảng cách tương đối lớn và có cơ hội để kết thúc xét đấu. Nhưng việc mắc quá nhiều lỗi trong những thời khắc quan trọng khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ. Tiếp tục là Văn Tiền mắc lỗi phát bóng. Nếu cải thiện được bước một và cả những tình huống phát bóng của mình thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ là một đối thủ đáng gờm ngay cả với Indonesia. Dù Indonesia ở thời điểm này là một đội bóng có thể nói là trình độ của họ
đã hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Tình huống phối hợp đánh lao chồng lao rất hay của Ngọc Thuần. Cú Văn Hoàn vào sân để thay thế cho phụ công Duy Tuyến. Cú Văn Hoàn là cầu thủ cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam với chiều cao 2m. Vừa rồi là tình huống kết thúc ở vị trí số 2 của chủ công Napadet. Napadet ngày hôm nay có những cú đánh bóng rất ấn tượng từ sau vạch 3m và cả những pha ghi điểm ở vị trí số 2. Tuyệt vời, đó là pha ghi điểm của Vũ Ngọc Hoàng. 23-17 cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang đến rất gần với chiến thắng trong set đấu thứ nhất ở trận đấu tranh huy chương đồng tại SEA Games 32, nội dung bóng chuyền nam. Văn Duy lựa chọn phát bóng an toàn. Không thể cứu bóng ở tình huống vừa rồi. Đối phương đập bóng rất mạnh. Đó có lẽ là cú đánh của Thanathat. Số 12 vẫn là một mũi công vô cùng lợi hại của đội tuyển Thái Lan. Kisada phát bóng. Kisada phát bóng rất khó chịu, bóng đi rất cắm. Thanh Thuận. Phòng thủ thành công. Tiếp tục là từ Thanh Thuận. Thanh Thuận vừa có một tình huống đóng dấu đối với Kisada. Một tình huống đối đầu giữa hai mũi công lợi hại nhất của hai đội tuyển. Mặc dù Kisada là người chơi vị trí phụ công, nhưng anh cũng luôn là mũi công ghi điểm chính bên phía đội tuyển Thái Lan trong những trận đấu vừa qua. Một sự khởi đầu rất ấn tượng của Thanh Thuận và các đồng đội. 24-18, trận đấu này sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam, chúng tôi tin là như vậy. Có tới 6 cơ hội giành set point. Ngọc Thuần phát bóng ăn điểm trực tiếp và set thắng đầu tiên đã thuộc về đội tuyển Việt Nam với cách biệt lên tới 7 điểm trước đội tuyển Thái Lan. Chúng ta cần phải duy trì phong độ và tinh thần thi đấu như thế này. Khi sự tự tin đã trở lại thì các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu tốt hơn rất nhiều so với màn trình diễn của chính họ ở lượt trận vòng bảng. Một lượt trận khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ tấm huy chương bạc. 25-18 là tỷ số của set đấu thứ nhất. Một sự khởi đầu thuận lợi dành cho đoàn quân huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp đà hưng phấn này để có thể có được những set thắng tiếp theo. Một set đấu mà chúng ta không mất bất cứ một lượt hội ý nào. Chỉ thay một vị trí. Trong khi đó thì Thái Lan sử dụng 4 lượt thay, 2 lần hội ý. Họ có một lần khiếu nại thành công. Rõ ràng vừa rồi là một set đấu khó khăn dành cho người Thái khi liên tục bị đội tuyển Việt Nam dẫn điểm. Nếu cải thiện được khả năng phát bóng cũng như những tình huống xử lý bước 1 của mình thì đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để đánh bại Thái Lan và giành tấm huy chương đồng. Ở nhà thi đấu trong nhà của khu Liên hợp Thể thao Olympic luôn có sự góp mặt của rất nhiều những cổ động viên nhỏ tuổi.
Tại SEA Games 32 thì những đội bóng nằm ở bảng A đang có thành tích tốt hơn hẳn so với các đội nằm ở bảng B. Bằng chứng cho thấy là cả Thái Lan và Việt Nam, những đại diện cho bảng B góp mặt ở vòng bán kết đều để thua trước các đại diện của bảng A là Indonesia và Campuchia. Trong khi đó thì ở những trận đấu phân hạng, Malaysia và Myanmar cũng thất bại trước những cái tên như Philippines hay Singapore. Hai đại diện của bảng A là chủ nhà Campuchia và Indonesia là những đội bóng góp mặt trong trận đấu cuối cùng của nội dung bóng chuyền nam tại SEA Games 32. Đây cũng là điều thường thấy ở những kỳ SEA Games, khi các đội chủ nhà được quyền chọn bảng đấu. Cũng giống như kỳ SEA Games được tổ chức vào năm ngoái ở nước ta, thì chúng ta cũng chọn bảng đấu là bảng A, nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Indonesia. Và chúng ta cùng với Indonesia là những đội bóng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Đây là cách tính đơn giản khi Indonesia có trình độ vượt trội so với phần còn lại. Việc nằm cùng bảng đấu với đội bóng xứ vạn đảo thì cũng đồng nghĩa với việc không phải chạm trán với họ ở vòng bán kết và sẽ có cơ hội lớn để góp mặt ở chung kết. Đó cũng là những tính toán từ phía ban huấn luyện của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với mục tiêu giành vị trí số 1 tại bảng B, nhưng chúng ta đã không thành công khi để thua Thái với tỷ số 1-3 ở lượt đấu tại vòng bảng. Tình huống đánh bay sau là của Duy Tuyến. Ngọc Thuần. Pha xử lý rất thông minh của chuyền hai Văn Duy. Đinh Văn Duy, chuyền hai sinh năm 2000, đang thi đấu ngày càng tự tin hơn sau khi nhận được niềm tin từ ban huấn luyện. Trong những trận đấu đầu tiên thì Văn Duy chỉ góp mặt trên sân trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí còn không được thi đấu một phút nào. Nhưng ngày hôm nay đánh chính trong trận đấu quan trọng với Thái Lan thì Văn Duy đang phối hợp tương đối tốt với những người đàn anh của mình. Nếu như Văn Duy có được những đường truyền thuận lợi hơn cho Từ Thanh Thuận thì đây sẽ là một phương án tấn công cực hay của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số của set đấu thứ hai đang là 1-1. Pha phát bóng mạnh vừa rồi là của chủ công Napadet. Ngọc Thuần, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cần giữ sự hưng phấn này. Ở lượt trận tại vòng bảng thì có cảm giác tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam không được tốt. Hầu hết đều là những gương mặt rất buồn bã, không có niềm tin chiến thắng và tinh thần thi đấu cao. Ngày hôm nay mọi thứ dường như đang được thay đổi. Tấn công ở vị trí số 2, bóng ra ngoài. Điểm thứ 3 trong set đấu này dành cho đội tuyển Việt Nam. Hai đội bóng ngày hôm nay đều thi đấu trong bộ trang phục áo xanh. Màu xanh hơi khác nhau một chút thôi. Chúng ta đang là đội bóng áo xanh thi đấu bên phần sân B trong set 2, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị. Kisada. Kisada là cầu thủ có khả năng đánh bóng ở nhiều tư thế khác nhau, người có khả năng sửa sai cho chuyền hai của mình. Vừa rồi là một tình huống phối hợp đánh lao điều chỉnh giữa Kisada và chuyền hai Saranchit. Thực tế thì đường truyền của Saranchit không hề thuận lợi cho phụ công mang áo số 25, nhưng Kisada vẫn xử lý tốt để mang về điểm thứ hai trong set này cho Thái Lan. Đó là tình huống tấn công của Thanh Thuận. Napadet, Napadet đánh bóng ra ngoài và số 9 cho rằng bóng chạm tay chắn. Một tình huống tấn công từ hàng sau của chủ công mang áo số 9. Thái Lan quyết định sử dụng quyền khiếu nại sau những gợi ý từ Napadet. Và chính xác là bóng đã chạm tay chắn rồi. Điểm dành cho Thái Lan, tỷ số được san bằng 3-3.
cầu phát bóng của Kisada. Tuyệt vời. Lại là một pha kết thúc rất dứt khoát của Vũ Ngọc Hoàng. Phụ công của câu lạc bộ Hà Nội đang thi đấu rất ấn tượng trong trận đấu ngày hôm nay. Vũ Ngọc Hoàng là cầu thủ sinh năm 1995 với chiều cao 1m92, khả năng bật đà 3m40 và bật chắn 3m30. Giờ thì tới lượt Ngọc Thuần phát bóng. Ngọc Thuần đã chọn giải pháp an toàn. Không được rồi. Bóng đã đi ra ngoài sân trong sự nỗ lực của Ngọc Thuần và các đồng đội. Không sao cả, chúng ta cần giữ vững tinh thần như hiện tại. Thế trận vẫn đang diễn ra ổn với đội tuyển Việt Nam. Trọng tài xác định bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. 5-4 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Bóng đã chạm tay chắn của chuyền hai Saranchit. Và đương nhiên Thái Lan thì không khiếu nại nữa. Phát bóng trong sân, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 6-4 dành cho Ngọc Hoàng và các đồng đội. Tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Vũ Ngọc Hoàng. Hội tấn công dành cho Văn Tiên, bỏ nhỏ hàng sau. Tình huống chắn bóng tốt của đội tuyển Việt Nam. Lần này thì Napadet không thể vượt qua được ba tay chắn bên phía đội tuyển Việt Nam nữa. Một tình huống tấn công trực diện của chủ công mang áo số 9. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha chắn ba rất ấn tượng. Một hàng chắn ba người ở khu vực giữa lưới. Và lần này thì Napadet đã bị khuất phục. 7-4 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Chuyền hai Marvin lại trở lại sân để thay thế cho Saranchit. Có lẽ là như vậy. Những pha xử lý bước 1 và cả chuyền hai quá xấu của đội tuyển Thái Lan khiến cho Thanathat cũng không thể làm gì hơn trong tình huống vừa rồi. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Ki-won. Và Thái Lan một lần nữa lại phải xin hội ý. Cho tới lúc này thì đội tuyển Việt Nam chưa dùng bất cứ một lượt hội ý nào. Trong mỗi trận đấu, mỗi đội bóng sẽ có 2 lần được hội ý. Mỗi lần hội ý kéo dài 30 giây. Thêm một mũi công từ băng ghế dự bị của Thái Lan được sử dụng. Đó là cầu thủ mang áo số 22, chủ công Anurag. Một cầu thủ có phong cách ăn mừng rất cảm xúc. Ngọc Hoàng tiếp tục phát bóng. Và tấn công sau vạch 3m ghi điểm của Thanathat. Bóng đã chạm tay chắn của Duy Tuyến. Phát bóng không qua lưới. Đó là pha phát bóng của Anurag.
Ngày hôm nay thì người Thái lại là những người mắc lỗi phát bóng nhiều hơn so với chúng ta. Gương mặt thật sự là trầm tư của huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Park Ki-won, khi Thái Lan đang tiếp tục bị dẫn điểm trong set 2 sau khi đã để thua ở set 1. Tình huống phát bóng tấn công của Thanh Thuận. Thanh Thuận đưa bóng ra ngoài sân. Nếu nhìn vào những pha phát bóng bay của Vũ Ngọc Hoàng thì chúng ta cũng thấy hiệu quả tương đối cao. Đó cũng có thể là một sự điều chỉnh cho Thanh Thuận và các đồng đội. Không cần phải phát bóng quá mạnh và quá khó, dẫn tới có nhiều sai số. Pha xử lý hai chuyền thông minh của Đinh Văn Duy. Rất nhạy cảm và tinh tế ở tình huống vừa rồi. Hàng chắn của đội tuyển Thái Lan đã hoàn toàn bất ngờ trước tình huống xử lý của Văn Duy. Chuyền hai sinh năm 2000 đã ghi điểm trong một pha bóng thể hiện khả năng quan sát và sự tinh tế của anh. Trong ngày hôm nay thì Văn Duy là cầu thủ chuyền hai trẻ tuổi nhất trong số hai đội bóng. Cả hai đội đều có những chuyền hai lớn tuổi. Bên phía đội tuyển Việt Nam là Giang Văn Đức, bên phía Thái Lan là Saranchit, đều là những cầu thủ sinh năm 1987. Thêm một điểm nữa dành cho đội tuyển Việt Nam sau khi đối phương đánh bóng ra ngoài. Người Thái đã rất mất sức sau cuộc marathon kéo dài 5 set với đội tuyển Campuchia, đội bóng chủ nhà trong trận đấu muộn nhất của buổi tối ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì rõ ràng thể lực của chúng ta sẽ có một chút lợi thế so với Thái Lan. Họ có quãng nghỉ ngắn hơn và lại phải thi đấu với quãng thời gian dài hơn. Nỗ lực khiếu nại trong vô vọng của đội tuyển Thái Lan. Một pha bóng rõ ràng, bóng không chạm bất cứ một tay chắn nào. Dương Văn Tiên là người phát bóng. Vẫn cần tiếp tục duy trì sự tập trung. Mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ ở thời điểm này khi trận đấu mới chỉ bước vào set thứ hai. Pha đập bóng chéo sân tốt là của Napadet. Napadet, Kisada và Thanathat vẫn đang là ba mũi công thi đấu ổn định bên phía đội tuyển Thái Lan. Và kết thúc là của phụ công mang áo số 8, đó là Trần Duy Tuyến. Duy Tuyến đánh bóng rất thông minh. Một tình huống dứt điểm chéo sân, bóng ngắn. Ngày hôm nay thì các phụ công của đội tuyển Việt Nam và chuyền hai Văn Duy đang phối hợp tốt với nhau. Thanathat vừa có một tình huống đánh lèn tốt giúp cho Thái Lan ghi điểm. 82. Phát bóng tấn công nhưng bóng đi ra ngoài. Đó là tình huống phát bóng của chủ công Napadet. 13-8. Ngày hôm nay thì đội tuyển Thái Lan đang mắc lại đúng lỗi của đội tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán giữa hai đội ở vòng đấu bảng. Mất nhiều điểm ở những tình huống phát bóng, dẫn tới đánh mất thế trận.
Kisada. Kisada đánh bóng rất mạnh ở vị trí số 3. Với những đường bóng thuận lợi thì chủ công có chiều cao 2m02 này có thể tung ra những cú đánh rất uy lực và rất khó để phòng thủ. Bóng trong sân, cách biệt được thu hẹp xuống còn 3 điểm. Pha bóng mà Dương Văn Tiên đã không có được cảm giác tốt nhất, anh nghĩ rằng bóng ra ngoài. Những pha phát bóng của Kisada tương đối khó chịu. Bóng bung tay chắn sau tình huống dứt điểm ở vị trí số 2 của Ngọc Thuần. Ngọc Thuần là cầu thủ có khả năng tấn công tốt với những tình huống đánh chiến thuật. Những cú đập của Ngọc Thuần cũng rất uy lực. Nhưng điểm hạn chế của Ngọc Thuần ở giải đấu lần này chính là những cú phát bóng. Cú phát bóng tốt của chủ công biên phòng. Trung trực cứu bóng thành công. Ngọc Thuần. Ngọc Thuần tấn công từ sau vạch 3m ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Pha bóng khiến cho libero Thanapat không thể phòng thủ. 15-10 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Cần giữ vững tinh thần chiến đấu như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan để giành lấy tấm huy chương đồng. Danh hiệu có thể nói là vớt vát còn lại cho nội dung bóng chuyền nam tại kỳ SEA Games năm nay. Ở hai trận đấu tranh hạng 7 và tranh hạng 5, chúng ta cũng thấy các đội bóng đã nỗ lực như thế nào. Dù không có huy chương, nhưng họ cũng không muốn kết thúc giải đấu với một vị trí thấp kém. Và đương nhiên trong cuộc tranh huy chương đồng ngày hôm nay thì cũng không đội bóng nào muốn thua cả. Nhưng người Thái đang có những bất lợi so với chúng ta. Họ có bất lợi về thể lực và cả tinh thần cũng đã đi xuống rất nhiều sau khi không thể giành quyền góp mặt ở trận chung kết sau thất bại trước chủ nhà Campuchia ở một trận đấu mà họ đã dẫn trước 2 set. Pha đánh bóng chạm cột Anten vừa rồi khiến cho Thái Lan tiếp tục mất điểm. 16-10. Bóng đã chạm tay chắn sau tình huống tấn công của Amontep. Đối chuyền mang áo số 3 đã nhận được rất nhiều những danh hiệu cá nhân ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Đối chuyền xuất sắc nhất, cầu thủ tấn công xuất sắc nhất và cả MVP, cầu thủ toàn diện nhất ở sân chơi vô địch quốc gia. Amontep đang thi đấu cho câu lạc bộ Phitsanulok và anh vừa là người thực hiện tình huống phát bóng ra ngoài. Hướng chuyền 2-1 tay của số 13 Marvin và phụ công bằng áo số 27 là Panupong đã ghi điểm. Ngay sau đó thì Duy Tuyến cũng có câu trả lời. Ngày hôm nay thì các phụ công của đội tuyển Việt Nam đang chơi tốt. Duy Tuyến và Vũ Ngọc Hoàng đều ghi được khá nhiều điểm cho đội bóng của chúng ta. Một pha bóng mà Duy Tuyến đã đánh bóng trúng mép trên của lưới. Đánh biên. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Từ Thanh Thuận.
Thánh Thuận. Không được rồi. Đối phương có một pha chắn bóng tốt và chúng ta không kịp phản xạ để cứu bóng. Khi bóng văng ra tương đối hiểm hóc. Mười bốn mười tám. Cơ hội tấn công dành cho Thái Lan. Kisada. Kisada xử lý rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ độ tinh tế để ghi điểm. Đó là pha bóng mà truyền hai Marvin đã đưa bóng không thuận lợi cho Kisada. Lần đầu tiên trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam phải xin dừng xét đấu để hội ý. Trong thành phần ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games năm nay, trưởng đoàn là Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ông Đào Xuân Trung, huấn luyện viên trưởng là ông Trần Đình Tiền, huấn luyện viên của câu lạc bộ Biên Phòng, trợ lý gồm có các huấn luyện viên Nguyễn Đình Lập của Ninh Bình, Phan Văn Nghiệp của Sanes Khánh Hòa và Nguyễn Trung Nam của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Thuân rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Văn Nam. Ở giải đấu lần này thì chủ công của câu lạc bộ Thể Công chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Văn Nam là chủ công sinh năm 1996, cao 1m86, khả năng bật đà 3m35 và bật chắn là 3m10. Bóng ra ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì đội tuyển Thái Lan đang lặp lại đúng hình ảnh của chúng ta trong trận đấu tại vòng bảng. Mất rất nhiều điểm với những tình huống phát bóng hỏng của mình. Đây cũng là một pha bóng tương đối nhạy cảm nhưng có lẽ là đúng là bóng đã ra ngoài sân rồi. Chính xác, bóng ra ngoài sân. Hàng sau, chắn bóng tốt. Kisada. Lần này thì chúng ta không thể ngăn cản được phụ công của Thái Lan. Tình huống đánh lao điều chỉnh rất ấn tượng của Kisada, phụ công mang áo số 25. Kisada là cầu thủ cao thứ hai trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Với chiều cao 2m02, anh chỉ thua kém có chủ công mang áo số 16 Kantapat, cầu thủ cao 2m04. Pha phối hợp đánh chồng tốt của đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống kết thúc của Ngọc Thuân. Ngọc Thuân chỉ rời sân để lấy một vài nhịp thở. Và ngay lập tức số 17 đã trở lại sân. Bây giờ là cầu phát bóng của Cù Văn Hoàn. Pha đánh y đưa bóng ra ngoài sân của Napadet. Thái Lan. Chúng ta đang đến gần với chiến thắng trong xét đấu thứ hai. Ngày hôm nay là một thế trận hoàn toàn khác, đặc biệt là trong xét 2 so với cuộc chạm trán giữa hai đội ở vòng bảng. Gương mặt rất quen thuộc với sự có mặt
của nhà báo Nguyễn Lưu trên khán đài của khu thể thao phức hợp Olympic, và rất nhiều những cổ động viên yêu mến bóng chuyền Việt Nam cũng đang góp mặt tại đây để cổ vũ cho đội tuyển. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Năm ngoái thì ông Trần Đình Tiền là huấn luyện viên phó cho ông Lý Hoàn Ninh, chiến lược gia người Trung Quốc, và chúng ta đã có được tấm huy chương bạc trên sân nhà, đánh bại Thái Lan ở bán kết trong một trận đấu kịch tính với tỷ số 3-2, nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước Indonesia. 17-21 đang là tỷ số hiện tại của set đấu thứ hai. Ngọc Thuần đập bóng rất mạnh nhưng đối phương phòng ngự tốt. Bóng ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Và Thái Lan một lần nữa lại sử dụng quyền khiếu nại. Họ nghĩ rằng bóng trong sân. Tình huống chuyền bóng rất dài ra biên 4 cho chủ công Anurag. Và bóng ngoài rồi, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ Thái Lan vẫn đang bị sốc sau trận thua ngược trước Campuchia buổi tối ngày hôm qua. Họ vẫn chưa thể lấy lại sự tập trung cũng như tinh thần của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Đó đang là một lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cần phải tận dụng tốt khoảng thời gian này để tiếp tục đè bẹp tinh thần của đội tuyển Thái Lan và giành lấy tấm huy chương đồng. Ba điểm nữa thôi, chúng ta sẽ có được chiến thắng trong set 2. Đánh biên, pha tấn công của Anurag. Anurag luôn tỏ ra rất phấn khích sau những tình huống ghi điểm của mình. 18-22. Anurag là chủ công, sinh năm 1999. Chủ công này cao 1m83 với khả năng bật đà là 3m22. Kisada phát bóng không qua lưới, và một điểm nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì Kisada cũng có phong độ không tốt, ngoại trừ những tình huống đánh lao điều chỉnh với những pha tấn công ở vị trí số 3 thì Kisada mắc khá nhiều lỗi ở những pha bóng khác, đặc biệt là với những tình huống phát bóng của mình. Anurag, bóng đi ra ngoài sau tình huống chạm các tay chắn Việt Nam. 19-23. Cú phát bóng rất mạnh của Amontep. Bỏ nhỏ, rất hay. Đó là pha xử lý thông minh và vô cùng hợp lý của Dương Văn Tiên. Set point dành cho đội tuyển Việt Nam. Có tới 5 cơ hội dành set point cho đội tuyển Việt Nam ở set đấu này. Duy Tuyến trở lại để thay thế cho vị trí của Cù Văn Hoàn. Tấn công rất chính xác và uy lực từ sau vạch 3m của Amontep. Đối chuyền này sinh năm 1995, chiều cao 1m87, khả năng bật đà là 3m26. Tuyệt vời, pha phối hợp quá hay giữa Đinh Văn Duy và Trần Duy Tuyến. Như chúng tôi đã nói ngày hôm nay thì các phụ công của chúng ta thi đấu rất hiệu quả, và pha kết thúc ở vị trí số 3 vừa rồi của Duy Tuyến đã khép lại set đấu thứ hai với phần thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống tấn công nhanh ở vị trí số 3, Duy Tuyến hay là Ngọc Hoàng đều đang có phong độ tốt trong trận đấu này.
Và Việt Nam của chúng ta dẫn trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-0. Tỷ số các set là 25-18 và 25-20. Ở thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn kịch bản của cuộc chạm trán tại vòng bảng sẽ không thể lặp lại nữa. Nhưng các thành viên của đội tuyển Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung tối đa cho set đấu ngay sau đây. Chúng ta cần phải nỗ lực hết mình khi mà đối phương đã bị dồn vào thế chân tường rồi. Họ không còn gì để mất ở set đấu thứ 3 nữa. Ở set 2 thì lần đầu tiên chúng ta cũng đã sử dụng tới quyền hội ý của mình. Mỗi đội bóng có 4 lượt thay người. Thái Lan 2 lần khiếu nại không thành công. Như vậy là trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam chưa sử dụng bất cứ một quyền khiếu nại nào. Mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ với đoàn quân huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong hai set đấu đầu tiên. Kisada vẫn là người chơi tốt với những tình huống đánh lao điều chỉnh. Nhưng ở phía bên kia thì Vũ Ngọc Hoàng hay là Duy Tuyến cũng chơi rất hay với những pha tấn công ở vị trí số 3. Và điều quan trọng là ngày hôm nay, Ngọc Thuân và các đồng đội cũng đã phần nào cải thiện được khả năng phát bóng của mình. Ở set 1 chúng ta phát bóng còn tương đối chệch choạc. Nhưng ở set 2 thì những tình huống mất điểm vì lỗi phát bóng đã giảm đi rất nhiều. Trong khi đó phía bên kia thì Thái Lan lại mắc quá nhiều lỗi. Trong phần highlight của các set đấu này thì ban tổ chức có vẻ có những xử lý chưa tốt về kỹ thuật nên chúng ta thường bị mất những âm thanh không khí ở sân vận động trong đoạn highlight mà ban tổ chức phát lại cho khán giả cùng theo dõi. Trong lần đầu tiên tổ chức SEA Games thì nước chủ nhà Campuchia cũng đã rất cố gắng để tạo nên một kỳ SEA Games thành công về mọi mặt. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn một vài điểm bất cập, đặc biệt là trong công tác truyền thông. Những thông tin trên các trang chủ của SEA Games 32, độ chính xác không phải là quá cao. Trong những chương trình tường thuật của mình thì Campuchia cũng có rất nhiều những chương trình thực hiện những góc máy khiến cho khán giả gặp khó khăn trong việc theo dõi những diễn biến của các môn thi đấu. Nhưng dù sao thì đó cũng là những nỗ lực đáng khích lệ của Campuchia trong lần đầu tiên họ tổ chức một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với set đấu thứ 3, trận đấu tranh tấm huy chương đồng của nội dung bóng chuyền nam tại SEA Games 32. Đội tuyển Việt Nam sẽ là những người phát bóng để mở màn cho set đấu này. Set đấu mà nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ vượt qua Thái Lan. Đánh biên. Pha đánh bóng ra ngoài của Napadet. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đội hình chính của đội tuyển Việt Nam vẫn đang được sử dụng ở trên sân. Với chuyền hai Văn Duy, đối chuyền đội trưởng Từ Thanh Thuận. Cùng với đó là Duy Tuyến, Ngọc Thuần và Libero Huỳnh Trung Trực. Bỏ nhỏ. Và bỏ nhỏ rất thông minh và tinh tế của Ngọc Thuần. Tình huống đánh chồng hay của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Thuần rất sắc sảo trong pha bóng vừa rồi.
Bóng bung tay chắn, điểm tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam. Nếu theo dõi kỹ Kisada thì cầu thủ này cũng không có quá nhiều miếng đánh chiến thuật. Hầu hết phụ công bằng áo số 25 chỉ dứt điểm với những cú đánh nhanh hoặc những pha đánh lao điều chỉnh. Hướng phòng thủ tốt của đội tuyển Việt Nam, Thanh Thuận. Nhưng ngay sau đó thì đội tuyển Thái Lan cũng có một pha phòng ngự rất hay trên lưới với sự góp mặt của Kisada và Amontep. Napades sẽ là người phát bóng. Đập bóng tốt từ sau vạch 3m. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền không còn vội vàng rút Thanh Thuận ra sân nữa, khi mà đội trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn đang trình diễn một phong độ vô cùng ấn tượng. Trong những trận đấu trước đó thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam luôn có những quyết định hơi vội vàng và cũng có phần khó hiểu. Hàng sau. Ở pha bóng vừa rồi thì Dương Văn Tiên đã không thể đánh bại được hàng chắn của các cầu thủ Thái Lan. Một tình huống tấn công có phần hơi lộ của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã kịp giáp chắn với một hàng chắn 3 người. Đánh biên. Lại là Thanh Thuận. Thanh Thuận vẫn là một trong những mũi công ghi được nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games năm nay. Một cái tên không thể thiếu trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Thanh Thuận sinh năm 1992, với chiều cao 1m92, khả năng bật đà 3m40 và bật chắn là 3m20. Ngọc Thuần. Ngọc Thuần đánh bóng ra ngoài rồi. Một cú đánh khá giống với tình huống trong set 1. Đó cũng là một pha xử lý mà Ngọc Thuần đã đưa bóng ra ngoài khá xa. Pha phát bóng tấn công rất khó chịu của Amontep. Bỏ nhỏ. Cơ hội hàng sau, đó là cú đánh của Ngọc Thuần. Sau khi dứt điểm thì Ngọc Thuần cố gắng để không mắc lỗi lưới. Các trọng tài thì xác định đó là một đường bóng ngoài và chúng ta đã quyết định lần đầu tiên sử dụng quyền khiếu nại trong trận đấu này. Rất hồi hộp cho pha bóng vừa rồi của Ngọc Thuần. Ngọc Thuần đã nỗ lực hết mình để ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Bóng trong sân. Pha tấn công quá ấn tượng của chủ công biên phòng Nguyễn Ngọc Thuần. Ngọc Thuần là cầu thủ có sức bật tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Bật đà 3m50 và bật chắn 3m30. Chiều cao của anh là 1m93. Được 1-0 tốt của đội tuyển Thái Lan. Và đối phương vừa mắc lỗi trong tình huống tấn công của mình. Lỗi lưới là rất rõ. Trận đấu thứ 3 chúng ta vẫn tiếp tục là những người dẫn điểm. Một đường chuyền hai bằng chân rất nỗ lực của Marvin. Nhưng Thái Lan không thể sửa sai ở pha bóng vừa rồi. Và ban huấn luyện của họ lại phải xin dừng trận đấu để hội ý. Giải đấu năm ngoái thì Thái Lan cũng đặt mục tiêu góp mặt trong trận chung kết, nhưng sau thất bại 2-3 trước đội tuyển Việt Nam tại bán kết thì họ cũng đã mất tinh thần và tiếp tục để thua Campuchia trong trận đấu tranh tấm huy chương đồng.
Hiện tại thì bóng chuyền nam Thái Lan vẫn là một trong hai đội bóng có thành tích tốt nhất ở các kỳ SEA Games. Họ đã giành được 8 tấm huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Chỉ xếp sau có Indonesia, đội bóng giành được 11 tấm huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thái Lan đã có quãng thời gian thống trị bóng chuyền nam Đông Nam Á với 4 chiếc vô địch liên tiếp. Thanh Thuận, tình huống chắn bóng tốt của đội tuyển Việt Nam, và đây là cơ hội. Chúng ta đã tận dụng thành công cơ hội vừa rồi với nỗ lực của Trần Duy Tuyến. Duy Tuyến ngày hôm nay thi đấu rất ấn tượng. Phụ công Duy Tuyến, như chúng tôi đã nói, là một trong hai gương mặt trẻ nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam, cùng với Nguyễn Văn Quốc Duy. Hai cầu thủ này đều sinh năm 2001, năm nay 22 tuổi. Duy Tuyến có chiều cao 1m90, khả năng bật đà 3m40 và bật chắn 3m20. Đang là phụ công thuộc biên chế của biên phòng. Trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần này thì có 3 cầu thủ thuộc biên chế của biên phòng. Ngoài Duy Tuyến còn có Ngọc Thuân và chuyền hai Đinh Văn Duy. Cả 3 cầu thủ của biên phòng đều đánh chính trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở trận này. Trong khi đó thì câu lạc bộ đóng góp nhiều nhân sự nhất cho đội tuyển quốc gia ở SEA Games năm nay là Ninh Bình Liên Việt Postbank. 4 cái tên của Ninh Bình gồm có libero Trịnh Duy Phúc, chuyền hai Giang Văn Đức, phụ công Cù Văn Hoàn, và cái tên còn lại là phụ công Nguyễn Thanh Hải. Đó là pha tấn công tốt ở vị trí số 2 của Từ Thanh Thuận. Có lẽ lúc này thì các cầu thủ của chúng ta đã có thể bắt đầu mở hội rồi. Chúng ta đang cảm nhận được chiến thắng đến rất gần với đội tuyển Việt Nam với những diễn biến hiện tại trên sân. Trọng Nghĩa, Văn Nam và Duy Phúc tỏ ra rất vui mừng sau tình huống ghi điểm vừa rồi của Từ Thanh Thuận. Hàng sau, pha đánh y quá chất lượng là của Amotep, đối chuyền mang áo số 3. Thanh Thuận, bóng chạm tay chắn của Kisada và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống nhảy chuyền tương đối tốt của Đinh Văn Duy. Đinh Văn Duy rất có triển vọng. Sau khi được tin tưởng và được thi đấu nhiều hơn thì Đinh Văn Duy đang dần tìm được tiếng nói chung với những người đàn anh của mình. Đánh biên, đó là cú đập bóng của Napadet. Ngọc Thuân, Ngọc Thuân đánh bóng bung tay chắn và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Khoảng cách 5 điểm dành cho đoàn quân của viên Trần Đình Tiền. Ngày hôm nay thì nếu là những cổ động viên của Thái Lan, có lẽ họ đang có cảm giác rằng không có bất cứ một cơ hội nào cho người Thái ở trận đấu này. Liên tục là những xét đấu mà đội tuyển Việt Nam dẫn xa so với đối phương. Phát bóng tốt. Tình huống tấn công biên của Napadet đang bị các tay chắn của chúng ta chặn đứng. Và vừa rồi là một pha kết thúc ở vị trí số 2 nữa của Amontep. Sau khi hiệu quả tấn công của Napadet và Kisada đang có dấu hiệu đi xuống thì Amontep đang nổi lên là một trong những mũi công có hiệu quả, hiệu suất ghi điểm cao bên phía đội tuyển Thái Lan lúc này. Phát bóng tấn công rất hay. Đó là tình huống phát bóng tấn công của chuyền hai Marvin. Marvin đã từng thi đấu trong màu áo của đội bóng Air Force ở mùa giải 2021-2022.
Chuyền hai này sinh năm 1996. Chính xác hơn thì mùa giải 2021-2022, Chuyền hai Marvin giành ngôi Á quân cùng câu lạc bộ Fishan Ulog. Và anh cũng được bình chọn là một trong những chuyền hai xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Lợi thế đang là 3 điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu phát bóng của Napadet. Napadet phát bóng không qua lưới. Những tình huống phát bóng mất điểm như vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho những người đồng đội xuống tinh thần rất nhiều. Đây có lẽ là những điều mà các vận động viên của Việt Nam cũng đã trải qua ở những lượt trận vừa rồi. Chúng ta tấn công không tệ nhưng mất quá nhiều điểm với những tình huống phát bóng của mình. Bên cạnh đó là những pha xử lý lỗi bước một nữa. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có được thành tích tốt hơn. Kisada. Kisada đánh bóng ra ngoài. Kisada cũng tỏ ra thấm mệt rồi. Liên tục được thay ra nghỉ ngơi nhưng vẫn không kịp hồi sức. Nét mặt thực sự là ngao ngán của huấn luyện viên Park Ki-won. Thái Lan đang không có bất cứ cơ hội nào để có thể xoay chuyển tình thế. Họ luôn bị đội tuyển Việt Nam dẫn trước với cách biệt 3 cho tới 5 điểm. Kisada phát bóng. Và phối hợp đánh chồng thành công của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Thuần là người có khả năng đánh chiến thuật rất hay, đặc biệt là những tình huống đánh chồng. Mười lăm mười nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi ghi điểm thì Ngọc Thuần lại đánh mất một điểm số sau tình huống phát bóng không qua lưới của mình. Và ở phía bên kia thì mũi công xuất sắc của Thái Lan là Amontep cũng mắc lỗi phát bóng. Khoảng cách 5 điểm vẫn đang được duy trì. Đối thủ tấn công tốt từ vị trí số 4. Tình huống phòng ngự không thành công của Ngọc Thuần. Và bây giờ thì chủ công Anut sẽ là người phát bóng cho đội tuyển Thái Lan. Napadet không vượt qua được tay chắn của Từ Thanh Thuận. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn chưa có điểm. Tiếp tục là Napadet, chắn bóng tốt. Một tình huống đánh bóng bền giữa hai đội. Amontep, đây là cơ hội tấn công dành cho chúng ta. Hàng sau, Thanh Thuận. Không phải, đó là Ngọc Thuần. Bây giờ thì tới lượt Napadet. Vẫn chưa đội nào có điểm cả. Những diễn biến rất hay ở đường bóng này. Văn Tiến, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 17-12. Khả năng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đã được cải thiện rất nhiều. Một tình huống đôi công, một pha bóng bền giữa hai đội. Và cuối cùng thì điểm dành cho đội tuyển Việt Nam.
Pha kết thúc là của chủ công Dương Văn Tiên. Không biết lúc này thì ông Park Ki-won đang nghĩ gì, nhưng có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã cảm nhận được thêm một thất bại nữa với đội tuyển Thái Lan rồi. Pha phối hợp đánh lao ngắn tốt của cầu thủ Thái Lan. Tình huống kết thúc vừa rồi là của phụ công mang áo số 27, Panupong. Panupong là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Năm nay mới 20 tuổi, sinh năm 2003, cao 1m93, khả năng bật đà là 3m35, bật chắn 3m09. Nhưng ngay sau đó thì Duy Tuyến của chúng ta cũng đưa ra câu trả lời. Pha ăn mừng mang lại rất nhiều sự phấn khích cho những người đàn anh của mình. Tình huống ăn mừng gợi lại những hình ảnh trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Duy Tuyến ngày hôm nay thi đấu rất hay. Đánh biên, chắn bóng tốt và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 19-13. Khả năng chuyền bóng linh hoạt và nhạy bén của Đinh Văn Duy là một sự khác biệt. Trong trận đấu ở vòng đấu bảng thì Giang Văn Đức là người chuyền chính, và Giang Văn Đức thì đã bị Thái Lan nghiên cứu quá kỹ càng. Chuyền hai 36 tuổi, với những đường chuyền tốc độ không cao và rất khó để có thể loại bỏ được hàng chắn của đội tuyển Thái Lan. Nhưng đó cũng chưa phải là mấu chốt của thất bại trong trận đấu tại vòng bảng của chúng ta. Mấu chốt của thất bại chính là việc chúng ta mắc quá nhiều lỗi, đặc biệt là những tình huống phát bóng, những lỗi rất nghiêm trọng ở thời điểm quan trọng của séc đấu. Nếu có một điều ước, có lẽ lúc này các cổ động viên của Việt Nam đang ước rằng các cầu thủ của chúng ta thi đấu với phong độ như thế này trong trận đấu tại vòng bảng thì bây giờ chúng ta mới là đội bóng góp mặt ở chung kết. Có lẽ là như vậy. Tấn công hàng sau, pha đập bóng rất tốt của Amontep. Napadet và Kisada đã xuống sức, và bây giờ thì bóng được đưa tới vị trí của cầu thủ mang áo số 3. Đối chuyền Amontep khá nhiều. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú đập bóng rất nhanh của Duy Tuyến nhưng chưa có điểm. Bây giờ thì Kisada mới ghi được điểm cho đội tuyển Thái Lan. Một pha tấn công khá chật vật của người Thái. Trước đó thì Amontep có lẽ nghĩ rằng mình đã ghi được điểm số với tình huống tấn công ở vị trí số 2. Nhưng phải tới cú đánh này của Kisada cũng không phải là một tình huống thuận lợi với khả năng bật nhảy của Kisada thì Thái Lan mới có thêm được một điểm nữa. Việt Nam sử dụng quyền time out để các cầu thủ có thời gian hít thở, lấy lại sức, cũng như phần nào làm chậm lại trận đấu khi mà chúng ta đang có được lợi thế dẫn điểm tương đối tốt rồi. Đội hình chính của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đang thi đấu rất ấn tượng, với những cầu thủ trẻ tuổi như Duy Tuyến, như Văn Duy, những trụ cột như Từ Thanh Thuận. Bên cạnh đó là những cái tên như Dương Văn Tiên và cả Huỳnh Trung Trực nữa. Hàng sau, đó là cú đánh của Từ Thanh Thuận. Bóng chạm tay chắn sau tình huống kết thúc của Napadet. Bóng đã lọt chắn ở tình huống vừa rồi. Chúng ta vẫn cần phải duy trì sự tập trung, không cho đối thủ cơ hội để hy vọng. 16-19, khoảng cách lúc này là 3 điểm.
Cầu phát bóng của Marvin. Marvin cũng là một chuyền hai có kỹ năng phát bóng tốt. Đánh biên. Tiếp tục là Ngọc Thuận. Không thể cứu bóng sau cú đập mạnh vừa rồi từ biên 4 của Ngọc Thuận. Điểm thứ 20 dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì Quản Trọng Nghĩa, Giang Văn Đức có lẽ là không cần phải vào sân. Chỉ cần đứng ngoài cổ vũ và chờ đợi chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Cao thủ trên sân đang thi đấu với phong độ rất tốt. Thế trận vẫn đang rất thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Vũ Văn Hoàn thay cho Duy Tuyến nghỉ ngơi. Phụ công áo số 20 này sẽ thực hiện cú phát bóng của mình. Những tình huống phát bóng của Cù Văn Hoàn là những tình huống phát bóng bay. Kisada ghi thêm một điểm cho đội tuyển Thái Lan. Phát bóng ra ngoài. Thái Lan vừa dành tặng cho Việt Nam một điểm rất quan trọng ở thời điểm này. 21-17. Khoảng cách tới chiến thắng chung cuộc với chúng ta còn 4 điểm. Và chúng ta cũng đang cách Thái Lan 4 điểm. Chúng ta có thể thấy được sự chua chát mà huấn luyện viên Park Ki-won vừa phải nếm trải sau tình huống phát bóng mắc lỗi của học trò. Đó dường như cũng là điều mà huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải trải qua trong trận đấu tại vòng bảng. Không cứu được bóng rồi. Đổi vào điểm dành cho Thái Lan. Kisada là người phát bóng. Bóng không qua lưới. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Thái Lan cũng tự thua. Mất rất nhiều điểm với những tình huống phát bóng của mình. Giống như đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong trận đấu tại vòng bảng. Hai đội có thể nói là mắc lỗi nhiều hơn thì đội bóng đó tự thua. Đó là mẫu số chung cho cặp đấu này. Amontep vừa có một tình huống đánh bóng chéo sân rất hay ở vị trí số 2. Cầu công Thanathat trở lại sân để thay cho chuyền hai Marvin. Đánh biên. Tình huống chắn bóng tốt của cầu thủ Thái Lan với sự góp mặt của Thanathat. Không có lỗi lưới ở pha bóng vừa rồi. Cao trò của viên Trần Đình Tiên cần phải tiếp tục duy trì sự tập trung và cần phải bình tĩnh ở thời điểm này. Chiến thắng đã đến rất gần rồi. Lợi thế vẫn đang thuộc về chúng ta, một lợi thế rất lớn. Thắng trước 2 set và vẫn đang dẫn trước trong set 3. Chuyền hai Saranchit phát bóng. Saranchit cũng là chuyền hai xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Phát bóng ra ngoài. Điểm thứ 23 dành cho đội tuyển Việt Nam. Nghỉ ngơi rất lâu rồi vào sân thay cho Marvin. Và Saranchit vừa khiến cho đội tuyển Thái Lan mất điểm với một tình huống phát bóng lỗi của mình.
Mỗi lần đội bóng Thái Lan mất điểm từ những pha phát bóng, chúng ta lại được chứng kiến những nét mặt rất đáng thương của huấn luyện viên Park Ki-won. Cơ hội 24-20 dành cho đội tuyển Việt Nam. Văn Tiên đã chớp thành công thời cơ sau tình huống xử lý bước một không tốt của đối thủ. Người Thái đang gặp quá nhiều vấn đề về mặt tâm lý. Họ tới với kỳ SEA Games lần này không phải với mục tiêu có lẽ là giành tấm huy chương đồng. Họ muốn vào chung kết và cạnh tranh huy chương vàng với Indonesia. Rõ ràng là mục tiêu của Thái Lan đặt ra trước khi tới với Campuchia. Nhưng sau thất bại trước đội chủ nhà, một thất bại có thể nói là rất khó có thể nuốt trôi, thì họ đang thi đấu với một tinh thần bị lung lay rất nhiều. Được chuyền của quả trọng nghĩa, cơ hội, bóng ra ngoài và chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. 3-0 dành cho đoàn quân của huấn viên Trần Đình Tiền. Một màn trả nợ ngọt ngào của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan, và chúng ta là những người giành được tấm huy chương đồng ở nội dung bóng chuyền nam của SEA Games 32. Một kết quả dù chưa đúng với kỳ vọng, chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng cũng là một kết quả an ủi và đáng khích lệ với đoàn quân của huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Trong một mùa giải mà đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn, chúng ta phải tập chay, chia đôi để đấu đối kháng, không có quân xanh để luyện tập. Quãng thời gian cũng rất ngắn, chỉ trong khoảng một tháng thôi, và cũng không có được toàn bộ lực lượng để tập luyện với nhau. Chúng ta đã có những sự chệch choạc nhất định ở vòng đấu bảng, do đó mất quyền chủ động và không thể hoàn thành được mục tiêu đề ra, lọt vào trận chung kết để bảo vệ tấm huy chương bạc. Nhưng ngày hôm nay các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu thi đấu ấn tượng. Họ duy trì được lợi thế trong suốt 3 set đấu và giành thắng lợi trước đội tuyển Thái Lan, một trong hai đội bóng có thành tích tốt nhất ở nội dung bóng chuyền nam tại các kỳ SEA Games. Chúng ta đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0 và giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu tranh hạng 3 để là những người có được tấm huy chương đồng tại giải đấu lần này. Từ Thanh Thuận vẫn là một nhân tố không thể thay thế trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cũng đã hiểu lý do vì sao SEA Games năm ngoái huấn luyện viên Lý Hoan Ninh đã buộc phải gọi lại Thanh Thuận sau khi cầu thủ này không có trong danh sách triệu tập ban đầu. Việt Nam hoàn toàn có thể có được thành tích tốt hơn nếu như chúng ta cải thiện được khả năng phát bóng cũng như những tình huống xử lý bước một của mình. Khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam cũng không hề thua kém quá nhiều, ngay cả so với những đội bóng cực mạnh như Indonesia ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi để bóng chuyền Việt Nam có những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai. Còn ngày hôm nay thì chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với huấn luyện viên Trần Đình Tiền và các học trò của mình với tấm huy chương đồng của SEA Games 32. Sau trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với trận chung kết của nội dung bóng chuyền nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023, cuộc đối đầu giữa Campuchia và Indonesia. Và liệu xem Campuchia với sự hưng phấn sau chiến thắng trước Thái Lan có làm nên điều kỳ diệu trước đương kim vô địch Indonesia hay không. Trận đấu này dự kiến sẽ diễn ra sau đây 30 phút và vẫn được tường thuật trực tiếp trên kênh Allsport News và các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.